Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày hôm qua đã cam kết sẽ viện trợ 2,5 tỷ đô la Mỹ cho các nước ở Trung Đông bị ảnh hưởng bởi làn sóng tấn công của lực lượng phiến quân IS. Trong bài phát biểu tại thủ đô Cairo của Ai Cập, Thủ tướng Abe khẳng định đây là khoản viện trợ phi quân sự để giúp các nước Trung Đông tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo và phát triển cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cam kết trợ giúp 200 triệu đô la Mỹ cho những nước đang phải chiến đấu chống lại tổ chức IS để giúp các nước này xây dựng nguồn nhân lực và cải thiện cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh đe dọa an ninh từ các hoạt động khủng bố ngày càng hiện hữu như hiện nay, ông Abe cho rằng thế giới sẽ phải hứng chịu tổn thất khôn lường nếu hoạt động khủng bố lan rộng ở Trung Đông.